Hello, xin chào các bạn. Marcus Tullius Cicero là một triết gia và nhà hùng biện chính khách, nhà lý luận chính trị La Mã. Với những thành tựu được xem là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất của La Mã, sở hữu rất nhiều kỹ xảo đa dạng và có khả năng làm chủ ngôn ngữ Latin đến độ phi thường. Câu danh ngôn của Marcus Tullius Cicero, cuộc sống của người chết được đặt trong ký ức của người sống, ý nghĩa là khi nhớ và tưởng nhớ đến những người đã qua đời, cuộc sống và hành động vẫn còn tồn tại và còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thông điệp là mọi người dù đã ra đi vẫn có sự tồn tại và tác động đến cuộc sống và ký ức của những người còn sống. Dường như sự đóng góp và hành động vẫn tiếp tục tồn tại qua những kỷ niệm, qua những câu chuyện kể cho nhau nghe và những tình cảm chia sẻ với nhau. Việc nhớ về kỷ niệm là một cách để các cá nhân sống đưa cuộc sống và di sản của những người đã qua đời tiếp tục tồn tại và sống mãi.